nửa cuối năm 2020, sau giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu COVID-19 dẫn đến việc tạm hoãn của hàng loạt cái tên đình đám, nên điện ảnh thế giới cũng dần hồi phục và trở lại trạng thái vốn có của nó. Cuối cùng, người hâm mộ cũng được dịp vui mừng khi những bộ phim bom tấn được mong đợi nhất đồng loạt đổ bộ màn ảnh rộng trong năm 2020, hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm độc đáo và thú vị nhất. Hãy cùng xem lịch chiếu rạp của 13 bom tấn điện ảnh thế giới sẽ ra mắt năm 2020 này nha. 1. Bộ phim Tenet ra rạp vào ngày 17 tháng 7 năm 2020. Được nhận xét là tác phẩm tham vọng nhất từ trước đến nay của thời phù thủy Christopher Nolan, bộ phim điện ảnh Tenet đã ngay lập tức khiến khán giả thích thú chỉ với trailer đầu tiên của mình. Tuy nội dung còn nhiều bí ẩn, nhưng chắc chắn Tenet sẽ là một bộ phim chiếu rạp năm 2020 thú vị với lối kể chuyện phi tuyến tính, những chi tiết không gian, thời gian hách não đậm chất Nolan cùng dàn diễn viên thực lực đáng mong đợi như là ma cà rồng Robert Pattinson, diễn viên gạo cội Michael Keyes và nữ diễn viên xinh đẹp Elizabeth Debicki. 2. Bộ phim Mulan, tự Việt là Hoa Mộc Lan, ra rạp vào ngày 24 tháng 7 năm 2020. Hoa Mộc Lan là bộ phim chiếu rạp tiếp theo được chuyển thể từ phim hoạt hình của Disney. Theo chân thiếu nữ Mộc Lan đã dũng cảm giả trai đi tổng quân để thay cha chịu đựng những khổ cực nơi chiến trường. Dù đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và những tin đồn thất thiệt, nhưng Hoa Mộc Lan của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi cũng hứa hẹn mang đến cho khán giả Việt Nam những chi tiết đột phá và những kỹ xảo đẹp mắt đáng mong đợi. 3. Bộ phim Wonder Woman năm 1984, tựa Việt là Nữ thần chiến binh năm 1984, ra rạp vào ngày 14 tháng 8 năm 2020. Wonder Woman 1984 là phần tiếp theo sau phần phim Wonder Woman thành công rực rỡ năm 2017, đưa cái tên của Gal Gadot đến gần hơn với công chúng. Bộ phim chiếu rạp năm 2020 này kể về cuộc đời của nữ chiến binh Diana Prince. Cùng với sức mạnh siêu nhiên tuyệt vời mà cô sở hữu, Wonder Woman được cho là bộ phim thành công nhất của vũ trụ siêu anh hùng DC. 4. Bộ phim A Quiet Place 2, tựa Việt là Vùng đất cấm lặng 2, ra rạp vào ngày 4 tháng 9 năm 2020. Tiếp nối phần phim đầu tiên về hành trình giành lấy sự sống của gia đình Abbott tại một vùng đất kinh hoàng, nơi mà tất cả mọi người phải giữ im lặng tuyệt đối để tránh sự tàn sát của những sinh vật bí ẩn. Phim chiếu rạp A Quiet Place 2 sẽ tiết lộ những bí ẩn về nguồn gốc của sinh vật đáng sợ này và tiếp tục khiến người xem phải nín thở theo dõi cuộc đấu tranh sống còn của gia đình Abbott khi người cha đã hy sinh. 5. Bộ phim The Conjuring, The Devil Makes Me Do It, tựa Việt là Ám ảnh Kinh Hoàng 3, Ma Sư Quỷ Khiến, ra rạp vào ngày 11 tháng 9 năm 2020. Là phần phim thứ 3 trong loạt phim Ám ảnh Kinh Hoàng, theo chân hai vợ chồng Ed và Norian Warren đến với những hiện tượng siêu nhiên kinh hoàng trên đất Mỹ. Phần phim tiếp theo này sẽ tiếp tục cuốn khán giả vào những câu chuyện rùng rợn có thật, hứa hẹn mang đến cho người xem những giây phút rợn người và chân thật nhất. 6. Bộ phim chiếu rạp The Kingsman, tựa Việt là Mật vụ Kingsman 3 khởi nguồn, ra rạp ngày 18 tháng 9 năm 2020. The Kingsman là phần tiền truyện của hai phần phim Mật vụ Kingsman trước đây, kể về quá trình hình thành và phát triển của tổ chức bí ẩn này. Với sự góp mặt của Voldemort, Raphael Snitch, phần phim mới này sẽ xoay quanh hành trình chống lại kế hoạch đen tối khởi xướng bởi những tên bạo chúa của một điệp viên giàu kinh nghiệm cùng với con trai và những cộng sự của mình để cứu lấy tổ chức Kingsman. 7. Bộ phim chiếu rạp Candyman, tựa Việt là Sát nhân trong gương, ra rạp ngày 25 tháng 9 năm 2020. Đồng sản xuất bởi cha đẻ của hai siêu phẩm kinh dị nổi tiếng là Get Out và Us, Candyman sẽ thuật lại một truyền thuyết đô thị đáng sợ bắt nguồn từ Chicago, kể về một linh hồn là một tên sát nhân hàng loạt sẽ được triệu hồi nếu có ai đó dám đứng trước gương và gọi tên hắn 5 lần. Tên sát nhân này có một tay hình chiếc móc câu sẽ trở thành vũ khí đáng sợ phục vụ cho công cuộc tàn sát của hắn bất cứ khi nào mà hắn được triệu hồi. 8. Bộ phim Death on the Nile, tựa Việt là Án mạng trên sông Nile, ra rạp vào ngày 9 tháng 10 năm 2020. Dựa trên tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng cùng tên của tác giả Agatha Christie, Án mạng trên sông Nile là phần tiếp theo của bom tấn Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Phim tiếp tục theo chân thám tử nổi tiếng Hercule Poirot điều tra về vụ án mạng bí ẩn xảy ra trên sông Nile. Đây được coi là một trong những vụ án mạng nổi tiếng nhất trong cả sự nghiệp của nữ nhà văn Agatha Christie, cùng với những tình tiết gay cấn và cái kết sẽ khiến người xem bất ngờ. 9. Bộ phim chiếu rạp The French Dispatch, tựa Việt là Bức thư Pháp, ra rạp ngày 16 tháng 10 năm 2020.
Bức thư pháp đánh dấu sự hợp tác tiếp theo của hoàng tử trái đào Timothée Chalamet và nữ diễn viên Saoirse Ronan. Với sự dẫn dắt của bậc thầy kể chuyện Wes Anderson và dàn diễn viên đáng mong đợi, bức thư pháp sẽ mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái xoay quanh những nhân vật trong văn phòng ngoại quốc của một tờ báo hư cấu. 10. Bộ phim chiếu rạp Black Widow, tựa Việt là Góa Phụ Đen, ra rạp ngày 6 tháng 11 năm 2020. Black Widow là một trong những dự án phim được fan hâm mộ vũ trụ điện ảnh Marvel mong đợi nhất từ trước đến nay. Đây là phần phim nhỏ xoay quanh cuộc đời và quá khứ của chị đại Natasha Romanoff, từ những ngày còn là điệp viên Nga đến trước khi gia nhập biệt đội Avenger và tìm thấy gia đình của mình. Bộ phim chiếu rạp này hứa hẹn sẽ hé lộ những bí ẩn và những ký ức đau thương trong quá khứ của Black Widow, giúp khán giả hiểu hơn về nhân vật này. 11. Bộ phim chiếu rạp Godzilla x Kong ra rạp ngày 20 tháng 11 năm 2020. Chắc hẳn thì fan hâm mộ vũ trụ phim quái vật không còn mong đợi gì hơn màn giao chiến giữa hai trong số những quái vật đáng gờm nhất của điện ảnh thế giới, đó là Godzilla và Kong. Khi hai biểu tượng quái vật kinh điển của màn ảnh gặp nhau, ai sẽ là người chiến thắng? Đế vương bất tử Godzilla hay vua khỉ đột Kong? Tất cả sẽ hé lộ trong siêu phẩm chiếu rạp sắp tới này. 12. Bộ phim chiếu rạp No Time to Die, tựa Việt là Không phải lúc chết. Lịch chiếu rạp là ngày 25 tháng 11 năm 2020. Không phải lúc chết hay còn gọi là Bond 25 là phần phim thứ 25 trong loạt phim kinh điển về điệp viên 007 James Bond. Phim theo chân James Bond cùng nhiệm vụ giải cứu một nhà khoa học bị bắt cóc sau lời cầu cứu từ một người bạn cũ, CIA. Trong phần phim này, James Bond sẽ phải đối đầu với những tên ác nhân cực kỳ nguy hiểm với công nghệ đáng gờm mà hắn đang sở hữu. 13. Bộ phim chiếu rạp Top Gun Maverick, phi công siêu đẳng Maverick, ra rạp ngày 23 tháng 12 năm 2020. Ở tuổi 60, tài tử Tom Cruise vẫn miệt mài cống hiến cho dòng phim hành động với những cuộc chiến và những kỹ xảo chiến đấu hoành tráng. Lần này thì anh vào vai anh chàng phi công tài ba Maverick trong cuộc chiến trên không đối đầu với chiếc máy bay không người lái. Với những pha bay lượn đẹp mắt ở độ cao chóng mặt, phi công siêu đẳng Maverick sẽ là một trong những bom tấn đáng chờ đợi nhất của điện ảnh thế giới năm 2020. Bạn đã lên tinh thần để ngốn ngay 13 bom tấn siêu khủng này trong năm 2020 chưa? Nốt ngay lại lịch chiếu rạp của 13 bom tấn điện ảnh thế giới này nha!